Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan gốc nhìn Hoàng Dư Hùng. Ngày 18 tháng 10 năm 2021, từ Houston, Texas. Thưa quý vị, theo đài Fox, thì vào thứ Bảy 16 tháng 10 năm 2021, một tổ chức truyền giáo gồm 17 người, người lớn và trẻ em, bị bắt cóc ở tại thủ đô Port-au-Prince của nước Haiti. Tổ chức truyền giáo này mang tên là Christian Aid Ministries, tức là mục vụ giúp đỡ của Cơ đốc giáo. Họ có trụ sở ở tại tiểu bang Ohio của nước Mỹ. Họ qua bên Haiti với mục đích là mở các cơ sở về trại mồ côi. Và chuyến xe buýt của họ trên đường ra phi trường trở về lại Mỹ thì đã bị một băng đảng chặn bắt cóc. Tình trạng bắt cóc ở tại Haiti ngày một gia tăng, đặc biệt là sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào tháng 7 năm 2021 đến nay. Năm ngoái đã có khoảng chừng 248 vụ bắt cóc ở tại Haiti. Nhưng chỉ năm nay thôi cho tới giờ phút này là đã hơn 350 vụ bắt cóc. Trong đó có những vụ bắt cóc cả nữ tu vẫn lẫn năm linh mục rồi. Thưa quý vị, nước Haiti trong quá khứ nhiều năm qua được Mỹ yểm trợ về vấn đề tài chính cũng như xây dựng cơ chế chính trị đa đảng và nhiều người việt tị nạn ở tại mỹ cho rằng thể chế đa đảng là thể chế ưu việt để phát triển đất nước là cây đũa thần để làm cho đất nước đi lên có thật vậy hay không thưa quý vị hãy xem những quốc gia đa đảng ở trung mỹ ba quốc gia mà tệ nạn băng đảng bắt cóc hãm hiếp rất là kinh hoàng đó là quốc gia Guatemala, quốc gia El Salvador và quốc gia Honduras. Ở nơi ba quốc gia này, tỷ lệ theo Thiên Chúa Giáo Roma là tới 90-92%. Nhưng mà vấn nạn tham nhũng, hối lộ, băng đảng, bắt cóc, hãm hiếp xảy ra hàng ngày như cơm bữa còn kinh hoàng hơn cả những nơi châu Phi. Vậy thì đa đảng có phải là mô hình mà các bác chống cộng cực đoan ở Mỹ này nhắm tới như ở tại Guatemala, Honduras hay là El Salvador? Và ngay cả bây giờ ở tại Haiti, là một quốc gia đa đảng theo mô hình của nước Mỹ và được Mỹ yểm trợ tối đa nhưng cảnh bắt cóc lại xảy ra rất kinh hoàng. Thứ tưởng tượng một cảnh bắt cóc như vậy 17 nhà truyền giáo của Mỹ ở tại Việt Nam thì họ sẽ làm râm rời như thế nào? Họ sẽ kết án đó là một nhà nước độc tài đàn áp tôn giáo còn kinh hoàng hơn nữa rồi họ vận động lật đổ nhà nước việt nam để đòi đa đảng thế thì cái cảnh đa đảng ở haiti bây giờ đó lật đổ đi đòi cái gì nữa đi nên tiêu đề mà họ đưa ra là đa đảng là căn bản của sự phát triển là tiêu đề sai nó không đúng với sự thật của từng quốc gia Mỗi một quốc gia có ưu và khuyết điểm của lịch sử, có địa thế thì phải chọn cái mô hình theo địa thế, văn hóa và lịch sử của quốc gia đó. Những người dân ở Honduras bây giờ thưa quý vị, họ ngao ngán cái cảnh mà đảng đảng băng đảng tới bắt cóc con gái của họ, con trai của họ rồi đem đi bán nữa. Tôi dự trù là đi xuống ba quốc gia đó một trong ba quốc gia đó như Guatemala, như Honduras, như El Salvador. Nhưng mà tôi đọc những cái cảnh báo của tòa đại sứ Mỹ ở nơi đó nói rằng là chứ hãy nhớ đến nơi đây, đây là phải rất cẩn thận này nọ, những chỗ này chỗ nọ là không được đi vì băng đảng rất mạnh. Vậy thì tôi hỏi các bác chống cộng cực đoan đó, đa đảng nó có tạo được sự an bình và an ninh cho quốc gia hay không? khi mà theo rất là nhiều tài liệu tôi đọc là đảng này bảo lãnh cho một cái băng đảng kia rồi đảng kia thì bảo lãnh cho một băng đảng nọ chia sẻ quyền lực chia sẻ tài sản và sâu xé đất nước cho băng đảng và quyền lợi riêng của phe nhóm chứ không phải là phục vụ cho mưu đồ của hay là một cái một cái chính sách nào đó của đất nước. thí dụ như ở Haiti bây giờ băng đảng mà đi bắt cóc người như vậy đó là phải được bảo kê là phải được bảo kê bởi một đảng chính trị nào đó nên họ mới lộng hành như thế. nó gần giống như ở dưới ba quốc gia Honduras, Guatemala và El Salvador băng đảng được các đảng phái chính trị bảo kê và nói chung đó, là cái nhiều khi chính đảng băng đảng đó họ lại là cũng là nằm trong hệ thống đảng phái chính trị cầm quyền thì họ đưa đất nước tới một cái cái vũng cực đen như thế thế mà các bác chống cộng cực đoan muốn đưa cái hệ thống đa đảng đó thí dụ như về Việt Nam thì chỉ cần có một đảng nào đó bảo kê cho một cái băng nhóm mafia thì trang nát đất nước. Rồi cái đảng đó có thể được mua chuộc luôn bởi Trung Quốc thì đất nước của chúng ta nằm dưới ách cai trị của Trung Quốc một cách rất dễ dàng. Nên tôi đưa ra câu chuyện thời sự mới xảy ra ở tại Port au Prince, nước Haiti, thủ đô. Thì 17 nhà truyền giáo của Mỹ đi qua đó để mà mở các trại mồ côi thì cũng bị bắt cóc tống tiền. Rồi nếu mà là dính líu đến chính trị nữa thì làm áp lực chính trị. Và ngay luôn cả ở tại đây đó, đã có tháng 4 năm 2021 đã có 5 linh mục bị bắt cóc tống tiền. Thì giáo sứ phải mang tiền ra chuột. Tôi hỏi ông Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Ông Linh Mục Nguyễn Đình Thục hay là ông Linh Mục Nam đó. Thí dụ như một số các Linh Mục mà bị bắt cóc ở tại giáo phận Vinh hay là giáo phận Hà Tĩnh hay là giáo phận Quảng Nam á. Rồi là băng đảng đó đòi chuột, đòi, đòi giám tòa giám mục phải chuột, chuột tiền ra. Giáo sứ phải lấy tiền ra chuột. Thì các ông có đổ lỗi cho hệ thống chính trị của đất nước không? là các ông yêu cầu là phải điều tra xem thử băng đảng đó là do ai cầm đầu, ai đứng đằng sau bảo lãnh, vân vân. Nên hở một chút xíu các ông cứ mang cái áo tôn giáo ra để các ông đổ lỗi trên nhà nước thì hãy xem ở tại Haiti đây nè. Người ta bắt cóc linh mục đó. Thế nhưng mà đó, có báo chí truyền thông nào ngay cả các bác chống cộng cực đoan bên này có ai mà lên tiếng nói rằng đó là lỗi nhà nước của Haiti không? chính các linh mục là nạn nhân của cái thể chế đa đảng và băng đảng của Haiti đó chính các giám mục ở dưới Honduras và El Salvador bị băng đảng đâm lũng chết ở trong nhà thờ đó thì tính sao các quốc gia Trung Mỹ bị các giám mục cũng đã từng bị đâm ở trong nhà thờ dài dài lên giảng mà không theo ý của cái băng đảng thì là tối về nó vô nó đâm ngay trong nhà xứ vậy thì ưu việt của đa đảng nằm chỗ nào trong khi đó các ông thì an bình bao nhiêu năm nay đi lên nhà thờ đi rao giảng những điều sai trái về đất nước nào là quỹ vaccine là quỹ lừa đảo lấy tiền lấy tiền lời để bỏ túi riêng mà không có một bằng chứng nào hết rồi có ông Linh Mục thì lên tòa giảng ở tại xứ Thái Hà đã nói rằng là nhà nước Việt Nam giấu dịch, cái đó là năm năm 2020 đó. Trong khi đó dịch thì nhà nước Việt Nam đã được cả thế giới công nhận là rất minh bạch trong vấn đề thông tin. Tôi muốn đưa ra câu chuyện là 17 nhà truyền giáo ở tại Haiti ngày thứ Bảy bị bắt cóc. Nếu mà 17 nhà truyền giáo này mà qua Việt Nam mà bị bắt cóc á, Thì chắc là nào là LFA, BBC, rồi VOA, rồi gì đó là nó làm loạn lên Và cộng đồng chống cộng cực đoan bên Mỹ này nó là la làng lên là nhà nước Việt Nam bất ổn chính trị Hãy đã đả đảo lật đổ cái nhà nước đó Rồi mấy ông Linh Mục cũng sẽ la làng lên là, là đàn áp tôn giáo Sẽ la làng lên như vậy nên đừng có hở một chút xíu là đổ thừa cho nhà nước đừng hở một chút xíu là đổ thừa cho nhà nước chuyện đa đảng có những ưu điểm của đa đảng đơn đảng có những ưu điểm của đơn đảng nhưng áp dụng đơn đảng hay đa đảng là do lòng dân do đại đa số lòng dân do xã hội văn hóa lịch sử và địa thế của quốc gia đó Đừng nghĩ rằng là đa đảng là là thần thánh, là đũa thần đưa đất nước đi lên giống như một số các bác chống cộng cực đoan ở nơi đây tôi sinh sống. Là nghĩ như thế. Tôi đã từng phản bác cái chuyện đó. Tôi nói là đa đảng không phải là đũa thần để đưa đất nước đi lên. Nó tùy thời gian, tùy bối cảnh nó cơ nó đang được áp dụng ngay chính những nơi là cái nôi bây giờ là coi như là cái sườn sống cái con tim thoi thóp đập của giáo hội thiên chúa giáo là những quốc gia ở trung mỹ đa số là 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 người công giáo đó el salvador honduras guatemala rồi bây giờ đó haiti cũng vậy thì các ông Linh Mục nghĩ như thế nào? Các ông Linh Mục Nhất là các ông Linh Mục chống cộng cội Trong Việt Nam nghĩ như thế nào? Chắc tôi sẽ một dịp Cũng sẽ xuống với Guatemala Để tôi Tường trình trực tiếp từ nơi đó Cái cảnh sinh sống của người dân Guatemala mà những người cho Rằng là ưu việt của đa đảng Có thật vậy hay không? Tôi sẽ trải nghiệm thực tế Tôi không biết khi nào nhưng mà tôi sẽ đi. Có thể đi qua Honduras và cũng có thể đi luôn qua cả El Salvador. Trước khi tôi về Việt Nam. Tôi dự trù như vậy, nhưng mà thấy uh, những cảnh báo của tòa đại sứ Mỹ ở những nơi đó tôi cũng uh, hơi uh, không phải là sợ nhưng mà đắn đo một chút xíu. Thưa quý vị, đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán thính giả. Và góc nhìn của tôi về vấn đề này, câu chuyện xảy ra mới đây, 17 nhà truyền giáo của Mỹ, gồm cả trẻ em, đi qua làm việc thiện nguyện, mở trại mồ côi ở tại Haiti, thì trên đường về đã bị bắt cóc tại thủ đô Port-au-Prince của nước Haiti và góc nhìn của tôi về vấn đề này chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau